nóng, Tổng thống Putin ra lệnh tập trận tàu ngầm hạt nhân. Các bệ phóng trên bộ bắt đầu di chuyển. Ngày 27 tháng 2, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho lực lượng dân đe hạt nhân của Nga trực chiến ở mức cao nhất để đáp trả những tuyên bố thù địch của các quan chức hàng đầu NATO. Hãng thông tấn AP đưa tin, các tàu ngầm hạt nhân của quân đội Nga đã lên đường tham gia cuộc tập trận ở biển Barents, trong khi nhiều bệ phóng tên lửa di động cũng bắt đầu di chuyển ở những cánh rừng phủ tuyết tại Siberia hôm thứ Ba. Động thái trên diễn ra sau khi ngày 27 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng hạt nhân Nga đặt trong tình trạng báo động cao trước những căng thẳng với phương Tây liên quan tới chiến dịch quân sự ở Ukraine.